Choiza, gã bạn trai rapper gián tiếp khiến Suli qua đời, nay kết hôn sống hạnh phúc. Là rapper tài năng đình đám, gia thế khủng nhưng Choiza được nhắc đến nhiều nhất trong chuyện tình với Suli. Nhiều người cho rằng nếu không gặp gỡ nam rapper tai tiếng này, cuộc đời Suli có lẽ đã thay đổi theo một hướng khác tốt đẹp hơn. Choiza tên thật Choi Jae-ho, sinh năm 1980. Anh là rapper underground, sau đó phát triển sự nghiệp cùng người bạn cũng rất nổi tiếng trong giới rapper Gecko, thành lập nên nhóm hip-hop mang tên Dynamic Duo. Nhóm bắt đầu gây dựng được danh tiếng của mình từ năm 2004 khi lập kỷ lục album hip-hop bán chạy nhất Hàn Quốc mọi thời đại với sản phẩm đầu tay Taxi Driver. Không chỉ đơn giản là nhóm nhạc hip-hop thành công nhất của xứ sở Kim Chi tại thời điểm đó, Dynamic Duo còn tự thành lập hãng thu âm cho riêng mình chỉ sau 2 năm. Hãng do chính Choiza và Geizo gây dựng, hiện xếp thứ 3 trong danh sách những hãng thu âm có doanh thu khủng nhất tại Hàn Quốc khi ấy. Nhờ đó, thu nhập của Choiza mỗi năm cũng rơi vào con số không hề nhỏ. Có tin đồn rằng Choiza thực chất là công tử con nhà giàu. Ông của nam rapper là thành viên quốc hội Hàn Quốc, bố là CEO của bộ phận xưởng đóng tàu thuộc tập đoàn đa quốc gia Hyundai và mẹ sở hữu cả một trường đại học tại Hàn Quốc. Có thể nói rằng bệ đỡ gia cảnh của Choiza không hề tầm thường như nhiều người vẫn tưởng. Tháng 9 năm 2013, truyền thông Hàn Quốc công khai hình ảnh Choiza hẹn hò cùng Suli trên đường phố Seoul vào sáng sớm. Mối tình này ngay lập tức trở thành tâm điểm bị ném đá. Công chúng không ủng hộ vì Choiza hơn Suli đến 14 tuổi, còn từng có những bài hát nhạy cảm, động chạm tới phụ nữ. Chuyện tình chênh lệch 14 tuổi khiến dư luận dậy sóng và có nhiều chỉ trích. Đặc biệt sau khi quen biết bạn trai, Suli được cho bắt đầu thay đổi tính cách, trở nên thoáng hơn và liên tục có những hành động vượt qua chuẩn mực xã hội. Tất cả những điều này được cho là ảnh hưởng lớn từ Choiza. Chính vì thế từ công chúa SM, Suli trở thành nữ hoàng thị phi và bị gắn mác gái hư. Thậm chí dư luận còn cho rằng vì yêu đương với Choiza mà Suli chỉnh mạng công việc, rời nhóm FX, ngừng sự nghiệp ca hát, phá hỏng tương lai của các thành viên khác. Tuy nhiên, mặc cho làn sóng chỉ trích dữ dội, Choiza và Suli vẫn mặn nồng bên nhau. Trong thời gian yêu Choiza, Suli luôn sống hết mình, tươi tắn rạng rỡ, làm những điều mình thích dù có phần điên rồ. Mối tình với ông chú với Choiza của Suli không được fan ủng hộ. Trong suốt thời gian yêu Choiza, Suli liên tục phải hứng chịu những tin đồn thất thiệt như lộ video, phá thai, dùng chất cấm. Từ một công chúa xinh đẹp, Suli trở thành gái hư trong mắt công chúng với phong cách thời trang gợi cảm cùng lối sống phóng túng. Sự nghiệp của Suli trong những năm tháng hẹn hò với Choiza cũng bị đình trệ. Không vô lý khi Choiza bị chỉ trích bởi mẹ của Suli tiết lộ, sự chênh lệch tuổi tác giữa hai người này đã đẩy mọi thứ đi quá xa. Con bé thay đổi trong cách nói chuyện, lối sống và tìm đến những niềm vui không lành mạnh. Suli thực sự thất vọng và buồn bã khi tôi phản đối. Có lẽ rất khó để con bé hiểu được tại sao tôi lại không chấp nhận người đàn ông nó yêu, bà tâm sự. Trong thời gian yêu Suli, nam rapper nhiều lần gây tranh cãi vì để bạn gái phải hứng chịu những tai tiếng vì mình. Choiza từng bị gọi là Choi Kan Namja, ý chỉ người đàn ông khỏe mạnh, mang nghĩa nhạy cảm đối với chuyện quan hệ. Chính vì biệt danh nhạy cảm này mà Suli đã bị ảnh hưởng trầm trọng về danh tiếng. Nam rapper thể hiện sự quan tâm bạn gái khi công khai lên tiếng xin lỗi người yêu và mẹ của mình. Tôi ân hận rất nhiều khi mẹ tôi đã phải xấu hổ vì biệt danh này trong quá khứ. Nó cũng ảnh hưởng đến hình ảnh của tôi và Suli chỉ vì chúng tôi hẹn hò. Tôi càng cảm thấy có lỗi hơn khi Suli phải đối mặt với những ý kiến bình luận ác ý mà cô ấy chưa từng gặp trước đây. Bản thân tôi cũng không biết phải làm sao. Thế nhưng sau đó, nam rapper này lại phát hành ca khúc It's Break Love. Sản phẩm được phát hành ngay sau khi Choiza và Suli công khai mối quan hệ. Nội dung ca khúc được cho là ám chỉ những hành động thân thiết trên giường giữa nam rapper và bạn gái. Điều này khiến Suli một lần nữa bị nhắc tên trên mạng xã hội với những điều vô cùng tiêu cực. Tới năm 2017, cuộc tình chú cháu của Choiza và Suli kết thúc nhưng cô vẫn tiếp tục phải nhận những lời miệt thị cay nghiệt từ cộng đồng mạng khi cô có những biểu hiện tâm lý bất thường sau đó. Không còn Choiza bên cạnh, Suli hành xử kỳ lạ, bốc đồng và bản năng. Nhiều người đã lên tiếng chỉ trích Choiza là nguyên nhân khiến Suli trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng, rồi rơi vào trầm cảm, mất phương hướng, mới nghĩ quẩn rồi tìm cách chấm dứt cuộc sống. Sau khi chia tay Choiza, tháng 11 năm 2016, theo trang Naver, nữ ca sĩ say xỉn đến mức mất ý thức và phải nhập viện trong tình trạng mất máu vì cổ tay bị thương. Báo chí Hàn Quốc cho rằng Suli đau khổ vì chia tay bạn trai Choiza. Thật tồi tệ, nếu không gặp Choiza, có lẽ cô ấy đã có cuộc sống vui vẻ hơn. Tôi thật sự hy vọng anh gỡ bỏ bài hát. Tôi khó chịu khi thấy cách anh ta thể hiện bản thân trên truyền hình như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh không phải người duy nhất cần chịu trách nhiệm về Suli, nhưng bạn là người bắt đầu tất cả, khán giả chỉ trích. Sau khi Suli qua đời, 17 nguyện vọng của nữ ca sĩ khi cô mới gia nhập làng giải trí đã được chia sẻ lại. Trong đó, điều đầu tiên nữ ca sĩ quá cố mong muốn là sẽ kết hôn trong tương lai. Sau đó, cô sẽ cùng người yêu đi du lịch nấu các món ăn ngon. Điều đó cho thấy Suli luôn mong muốn được sống trong tình yêu, sự yêu thương. Nhưng đến tận khi qua đời, nữ ca sĩ vẫn không đạt được mong ước chỉ vì các mối quan hệ luôn bị soi mói chỉ trích. Trong khi cả thế giới đều bàng hoàng xót xa vì quyết định của nữ ca sĩ trẻ, thì Choiza lại có động thái lạ. Theo đó, nam rapper đăng tải một dòng trạng thái quảng bá cho show diễn sắp tới. Hành động lạnh lùng của Choiza khiến cộng đồng mạng xứ Hàn phẫn nộ cho rằng anh đang lợi dụng chính sự ra đi của bạn gái để quảng bá cho sản phẩm của mình. Dù có phần muộn màng nhưng trong ngày tiễn đưa Suli, Choiza cũng có những dòng chia sẻ cảm động trên Instagram. Chúng ta đã có với nhau những kỷ niệm đẹp nhất cuộc đời. Anh cảm thấy thật tiếc vì đã để em ra đi như vậy. Anh sẽ nhớ mãi ký ức của chúng ta cho tới khi nhắm mắt, nhớ em thật nhiều. Thế nhưng hành động này vẫn khiến Choiza bị chỉ trích cho rằng anh giả tạo, chỉ đang chữa cháy cho sự vô cảm của mình. Thậm chí còn tố nam rapper là nguyên nhân gián tiếp khiến Suli ra đi.
Mới đây, sáng ngày 17 tháng 2, Choi Ja thông báo trên trang cá nhân việc anh sẽ kết hôn vào tháng 7 tới. Anh không tiết lộ danh tính bạn đời do cô không hoạt động trong ngành giải trí. Công ty quản lý của Choi Ja là Amon Ba Couture tiết lộ thêm rằng cặp đôi đã hẹn hò được 3 năm trước khi chính thức về chung một nhà.